và Hiếu Nghĩa xin được kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Cổ Úc. Chương trình hôm nay sẽ bao gồm những thông tin rất hấp dẫn về thị trường thực phẩm. Bên cạnh đó, quý vị cũng sẽ không thể bỏ qua công thức chế biến một món phở đầy độc đáo ở phần mắt nhỏ của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay tiếp tục là một tin vui với người dân tại Tây Ninh. Mới đây thì Sài Gòn Co-op đã đưa Co-op Mart có tên gọi Phước Đông đi vào hoạt động tại huyện Gò Dầu, nâng tổng số lượng Co-op Mart tại tỉnh này lên con số 5 siêu thị. Như vậy là sau thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh là nơi có nhiều Co-op Mart nhất trên khắp cả nước. Siêu thị Co-op Mart Phước Đông được thiết kế hiện đại với tổng diện tích kinh doanh hơn 1.800 m², gồm hơn 30.000 mặt hàng nhu yếu từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, thời trang cho đến đồ dùng gia dụng với cơ cấu hàng Việt hơn 90%. Nhân dịp khai trương, từ nay đến hết ngày 30 tháng 11, siêu thị Co-op Mart Phước Đông triển khai nhiều chương trình khuyến mại lớn như giảm giá đến 50% cho hàng ngàn mặt hàng, rút thăm trúng thưởng với các giải thưởng giá trị như xe máy, tủ lạnh, TV dành cho khách hàng có hóa đơn mua hàng từ 300.000 đồng. Cùng với hệ thống siêu thị trên cả nước, Co-op Mart Phước Đông sẽ là điểm phân phối chính nhóm hàng bình ổn giá, giúp người dân tại huyện Gò Dầu và các khu vực lân cận có thêm một nơi mua sắm hàng hóa chất lượng với giá cả phải chăng, đặc biệt là trong dịp cuối năm. Thưa quý vị, trước hiện trạng có quá nhiều chất thải nhựa gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, một trạm dừng chân đặc biệt mang tên Lại Đây Refill Station đã được thành lập. Với hình thức dùng chai lọ cũ để chứa đựng các sản phẩm mà không cần đóng gói bằng bao bì hay là chai nhựa, Lại Đây Refill Station đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Lại Đây Refill Station khiến nhiều người không khỏi bất ngờ trước không gian được bao trùm cả một màu xanh, được thiết kế dạng vòm, có con đường đất giả ngăn cách giữa hai gian hàng đối diện nhau, tạo cho người mua có cảm giác thôn quê quen thuộc. Đặc biệt, tại đây không có bất kỳ bóng dáng của một loại túi đựng ni lông nào. Tất cả sản phẩm đều được chứa trong hộp thủy tinh hoặc hộp giấy sử dụng lâu dài. Thì thật ra là khi mà gọi là refill station, có nghĩa là trạm rồi, thì bên mình luôn đặt một cái mục tiêu có thể là mang cái trạm này đi được nhiều nơi càng tốt. Tại vì khi mà mang được cái sự tiện lợi thì chắc chắn là khách hàng cũng sẽ quan tâm hơn. Ở Lại Đây Refill Station còn có khoảng 200 sản phẩm có thể thay thế những thứ chỉ sử dụng một lần như bông tắm sơ mướp, bóng len sấy giặt làm mềm vải, hộp tre đan tay, ống hút tre, inox, bàn chải đánh răng tre, v.v. Bản thân mình cũng có quan tâm về vấn đề về môi trường và cũng như là cũng thường xuyên sử dụng những cái sản phẩm về organic và thiên nhiên. Thì nếu mà mình có một cái cách để mà tái chế, ví dụ như là không có thải nhiều cái vỏ chai sau khi sử dụng, có thể sử dụng lại thì nó rất là hay và cũng giúp cho cái việc bảo vệ môi trường của mình trở nên thiết thực hơn. Sản phẩm của Lại Đây Refill Station với trên 75% được nhập từ những cơ sở sản xuất địa phương ở Việt Nam và còn lại từ một số nước khác. Những thông tin về cơ sở sản xuất, thành phần sản phẩm đều được gắn nhãn và ghi rõ ở từng sản phẩm. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin ghi nhận về thị trường thực phẩm. Nếu như quý vị khán giả nào yêu thích hương vị của trái vú sữa thì có lẽ đã rất quen thuộc với hai loại vú sữa màu trắng và tím. Tuy nhiên thì ngày hôm nay, Mua gì ở đâu sẽ ghé thăm một khu vườn rất đặc biệt bởi nơi đây đang sở hữu giống vú sữa cho trái màu vàng rất bắt mắt. Khu vườn của ông Trần Văn Rỡ ở xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đang trồng 3 cây vú sữa Đài Loan. Theo ông Rỡ, cây có thể cho trái quanh năm, mỗi lần thu hoạch được khoảng 150-200 trái với trọng lượng trung bình mỗi trái từ 250-500 g. Đặc biệt, phần vỏ của trái non có màu xanh nhưng sẽ dần chuyển sang màu vàng óng khi chín. Loại vú sữa này cũng mang lại vị thanh ngọt khi ăn. Khác là nó dù tỷ nhiên nó không có mũ ở trong, mà vú sữa mình ở trong mình ăn cái mũ nó lợn cợn ở trong á, nó không có ngọt hơn mà nhưng nó ngọt đầm lắm, ngọt dịu lắm chứ không phải nó gọt cắt. Hiện giống vú sữa Đài Loan được trồng với số lượng khá ít tại nhà vườn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khi ra thị trường, cây còn có tên gọi khác là vú sữa Hoàng Kim. Quý vị khán giả có thể đặt mua tại vườn hoặc tìm mua vú sữa Hoàng Kim tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu với giá dao động từ vài trăm ngàn cho đến 1 triệu đồng mỗi kg. Thưa quý vị, các món ăn vặt được làm từ quả xoài non như là xoài ngâm chua ngọt hiện đang nhận được sự yêu thích của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Nếu như trước đây thì xoài non thường bị nhà vườn cắt bỏ, thì hiện nay loại quả này lại đang được bán với giá khá cao. Quả xoài non còn được gọi là xoài bao tử. Tại tỉnh Đắk Nông, thương lái vào tận vườn thu mua xoài bao tử với giá từ 12-17.000 đồng 1 kg, có khi lên đến hơn 20.000 đồng 1 kg, cao hơn cả xoài thương phẩm vào mùa thu hoạch.
Xoài bao tử được thương lái bán lẻ và bán sỉ cho một số cơ sở chế biến để làm xoài chua ngọt cung cấp ra thị trường. Trước nhu cầu cao của thị trường, nhiều nhà vườn đã tăng cường chăm sóc để xoài ra hoa kết quả. Xoài nó sai quá, nhiều khi mình phải vặt mình vớt đi để nuôi ít quả thì sau nó mới lớn. Còn mấy năm nay họ mua thì mình vặt xoài non mình bán thì giá hiệu quả kinh tế rất cao. Tuy đây là một món ăn vặt khá quen thuộc, nhưng quý vị khán giả cần cẩn trọng khi sử dụng, chỉ chọn mua sản phẩm tại những địa chỉ uy tín. Bên cạnh đó, vì quả xoài non có thời gian sinh trưởng khá ngắn so với thông thường, nên quý vị khán giả cũng cần có các biện pháp sơ chế kỹ càng để loại bỏ được những loại thuốc bảo vệ thực vật có thể còn tồn dư trên quả. Thưa quý vị, những năm gần đây, các loại côn trùng có thể dùng làm thực phẩm ngày càng được nuôi phổ biến tại nước ta. Tuy nhiên, có lẽ ít quý khán giả nào nghĩ rằng chúng ta có thể nuôi côn trùng ngay trên sân thượng nhà mình và mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Mua gì ở đâu sẽ giới thiệu rõ hơn về mô hình này ngay sau đây. Trên sân thượng tầng 2 và 3 rộng khoảng 70m² tại thủ đô Hà Nội, anh Nguyễn Thanh Phi đã thiết kế một trang trại nuôi các loại côn trùng như tắc kè, dế mèn. Mỗi loại côn trùng khác nhau sẽ có cách chăm sóc, thiết kế chuồng trại riêng sao cho phù hợp. Trong đó dế vừa được nuôi làm thức ăn cho tắc kè, vừa làm thương phẩm bán trứng giống xuất ra thị trường. Dế này thì không mất thời gian, nó chỉ là cái nghề phụ thôi mà thu nhập nó cũng khá cao. Tại bây giờ càng ngày là thị trường thì con côn trùng và bò sát nó phát triển rất mạnh và con ăn rất nhiều. Các loại côn trùng sau khi được sơ chế sẽ được đóng túi, xuất ra thị trường với giá bán dao động khoảng 140.000 đến 160.000 đồng một kg dế, từ 60 đến 100.000 đồng một kg tắc kè. Trung bình một tháng, trang trại của anh Phi xuất ra thị trường hàng tấn côn trùng, trong đó có cả thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Myanmar. Chắc quý vị cũng thấy là trên các trang mạng xã hội hiện nay có không ít bài thuốc trị ung thư đang được nhiều người tin tưởng và chia sẻ. Với tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, nên khi thấy những bài thuốc này, nhiều người bệnh đã áp dụng mà không cần kiểm chứng. Điều này không chỉ không giúp chữa được bệnh mà còn có thể gây phản tác dụng. Sau đây là những ý kiến từ chuyên gia được ghi nhận bởi chương trình. Những bài thuốc trị ung thư được chia sẻ trên các trang mạng xã hội với nhiều lời hoa mỹ như có thể trị vách bệnh hay chữa khỏi bệnh trong thời gian ngắn. Theo các bác sĩ, nhiều bài thuốc đông y có thể chứa độc tố. Sử dụng quá liều lượng có thể sẽ gây nên những biến chứng như ngộ độc, đau dạ dày hay giảm trí nhớ. Bên cạnh đó, việc uống quá nhiều loại thuốc khác nhau cũng khiến cho việc chữa trị phản tác dụng. Cái người mà sử dụng các cái bài thuốc mà đông y mà tràn lan trên mạng á, thì nó gây ra nhiều cái là dị ứng nè, suy các cái đa cơ quan nè, nó gây ra là phù nè, nó gây ra nhiều cái là suy hô hấp nè, nó gây ra nhiều cái biến chứng rất nặng. Tôi khẳng định rằng đông y là rất tốt trong cái vấn đề hỗ trợ điều trị coi như là các cái bệnh lý về ung thư, mà chỉ là tôi khẳng định một điều là hỗ trợ thôi chứ không có thể là điều trị được ung thư. Cho nên các người bệnh cũng như thân nhân người bệnh là cũng không có nên quá tin tưởng. Để tránh những hệ lụy không đáng có, quý vị khán giả nên cảnh giác và tuyệt đối không thực hiện theo những chỉ dẫn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng sẽ có liệu trình điều trị phù hợp với từng bệnh nhân cũng như tình trạng bệnh riêng của mỗi người. Thưa quý vị, với người Việt Nam chúng ta thì phở đã trở thành một món ăn rất quen thuộc. Mỗi lần đi nước ngoài lâu ngày, khi trở về thì chắc hẳn là mỗi người trong chúng ta đều muốn được thưởng thức ngay một tô phở nóng hổi. Và nếu đã từng thưởng thức rất nhiều món phở có hương vị quen thuộc như phở bò, phở gà, thì ngay sau đây, chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị cách chế biến một món phở mới có tên rất đặc biệt, phở chua. Ngược lên vùng Cao Bằng, phở lại được chế biến thành món nguội phải vừa ăn vừa nhâm nhi. Để làm món phở chua, đầu bếp phải mất rất nhiều công sức. Phần khô là lỗ tai, lưỡi và lòng heo ướp hoa hồi, thảo quả, ngũ vị hương, lại thêm xì dầu và rượu hoa hiên thơm nồng. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm nước và nấu cho đến khi phở lấu chín mềm và thấm đẫm hương vị. Nước trộn phở chua là sự kết hợp giữa nước béo nấu từ phở lấu với nước chua gồm tỏi ớt, giấm tiêu và bột năng. Bánh phở phơi cho xe xe, trộn với chút xì dầu. Lần lượt xếp các nguyên liệu lên trên. Khi ăn tùy theo khẩu vị mà chan nước trộn nhiều hay ít. Gắp một miếng phở, đầu tiên mùi thơm của các gia vị phở lấu sẽ ngập tràn trong miệng bạn. Tiếp đó vị giác sẽ bị kích thích bởi cái chua thanh, béo ngậy nhưng không ngán.
lại bắt gặp cả cái sần sật của phá lấu, cái dẻo dẻo của đu đủ ngâm đường, giòn tan của khoai môn chiên. Đúng là càng ăn lại càng thèm. Thưa quý vị, mắt nhỏ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Coop đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua gì ở đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook hoặc là YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.